Nói cho ta biết, má không quận đang ở đâu? Đi về hướng đông 15 dặm, Xài Gia quận. Dùng tốc độ nhanh nhất, ta muốn đến Xài Gia quận ở phía đông. Vị cô nương, cô nương đang tìm ai à? Ta tìm Mã Không Quần, ông chủ của Vạn Mã Đường. Cô nương, cô tìm nhầm người rồi. Ở chỗ chúng ta chưa từng có ai tên là Mã Không Quần hết. Chúng ta cũng không quen. Ta biết là các ông đều là chí giao của ông ấy. Các ông không đề phòng ta. Là ông ấy nói với ta rằng ông ấy đang ở đây. Phiền ông giúp ta nói với ông ấy. Bây giờ ông ấy đang gặp nguy hiểm. Bảo ông ấy mau trốn đi. Cô nương, sao cô thực sự hiểu lầm rồi? Xài Gia chúng ta nhiều đời tu thân tích đức, vừa làm ruộng vừa đi học, sao có thể quan hệ với Vãn Mã Đường được chứ? Mã Không Quần đang ở đâu? Vị anh hùng này xin hỏi tôn tính đại danh. Phó Hồng Tuyết. Phó anh hùng, Mã Không Quần thực sự không có ở chỗ ta. Nếu như cậu không tin thì cứ lục soát thử xem. Cô đã thả cho Mã Không Quần chạy có phải không? Ta không có. Khi ta đến đây, ông ấy đã không có ở đây nữa rồi. Vì anh hùng thiếu niên này xem ra đều là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi. Xài Gia quận chúng ta là một nông trang dựa vào ruộng đất của tổ tiên để trồng trọt. Vì cô nương này cũng chỉ đến sớm hơn cậu một bước thôi. Người mà hai vị muốn tìm thật sự là chưa từng tới đây. Nhưng mà tục ngữ có câu, không đánh thì không quen, đã đến cửa thì đều là khách. Nếu như hai vị không chê thì hãy ngồi lại hàng xá một lúc, uống chút trà xanh ở nông trang chúng ta thế nào? Nào ngồi đi. Phó Hồng Tuyết, huynh làm gì thế? Người nói ông họ Xài. Ta họ Xài, Xài Thư Hằng, ta là chủ nhân ở đây. Người vốn dĩ không phải họ Xài. Người là Trần Nhất Đao. Tên tiểu tử thối này, cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Đêm đó ở Mai Hoa Am tổng cộng có 30 tên hung thủ giết người. Ngươi chính là một trong số chúng. Trần Nhất Đao ta mai danh ẩn tích, sợ hãi suốt 20 năm. Cái gì tới thì nó cũng tới. Ngươi là con trai của Bạch Thiên Vũ. Năm đó ta có thể giết chết Bạch Thiên Vũ, hôm nay cũng có thể giết chết được ngươi. Tại sao ngươi lại không giết ta? Nếu như ta muốn giết ngươi thì ta có thể tìm đến ngươi bất cứ lúc nào. Bây giờ cơ thể của con yếu, cho dù con cứ cứng đầu thật sự muốn sinh ra đứa bé này cũng chưa chắc có thể sinh ra được. Phải nhớ là muốn bảo vệ được đứa bé thì bắt buộc phải bảo vệ bản thân mình cho tốt. Con bắt buộc phải vực dậy,
Ta xin lỗi. Tiểu Diệp, Quynh có biết ở đây tại sao gọi là Lạc Anh Đàm không? Lạc Anh Đàm chắc không phải là từng có một con đại bàng rơi xuống. Nói linh tinh. Vậy chính là từng có một con chim hoàng anh dạ quanh, thôi quanh quanh. Nói linh tinh gì thế? Quynh toàn nói là quanh quanh yên yên. Mũi nói cái này cơ là u lan, không cóc yên tĩnh ở nơi xa xôi. Quynh đã từng nghe nói đào hoa nguyên ký của đào Uyên Minh chưa? Cảnh cỏ xanh tươi tốt, hoa rơi lả tả, ngư dân rất khác. Chính là nói về nơi này. Bây giờ đã vào hạ rồi, đã không phải là thời kỳ hoa nở nữa rồi. Nhưng mà Quynh xem khắp mặt đất đều là hoa rơi, trông rất đẹp. Nếu như đến lúc hoa nở, khắp núi đều là hoa, đến lúc đó mới là đẹp cơ. Đào Uyên Minh là ai ta chưa từng đọc qua, ta nói cho muội biết. Đào Hoa Nghiên đó, nhìn thì đẹp, thật ra chính là một nhà lao. Một khi vào đó rồi là sâu như biển, ở bên trong các cơ quan trùng trùng, muốn đi cũng không được. Không phải giết rồi sao? Người dân ở trong đó có hỏi năm nay là năm nào cũng không biết là có nhà Hán, chứ đừng nói đến Ngụy Tần. Muội thấy có đáng sợ không? Ở bên ngoài trời đất thay đổi rồi, mà bên trong đó chẳng biết cái gì cả, đều như ngốc cả ấy. Quynh nói câu này là có ý gì? Có ý gì là ý gì? Chẳng phải là muội cũng học đồ văn vẽ sao? Ai học đồ văn vẽ chứ? Muội thấy Quynh là người ném đá giấu tay đấy. Có phải là Quynh muốn nói ta đang trói thương ở Đinh Gia Trang có phải không? Nếu như không phải là Quynh đang bị thương rồi thì muội không giữ Quynh ở lại đây đâu. Con người của Quynh người ở danh trại quân Tàu, nhưng lòng lại ở bên quân Hán, có phải là lòng đang nhớ đến người khác không? Ta thật sự bị quan hơn cả đậu Nga đấy. Đào Đại Thi mà biết được muội hiểu sai về thơ ca của ông ấy như vậy, e là sẽ đội mồ sống lại. Vậy thì Quynh thề với trời, lúc nắm tay muội, ở trong lòng không nghĩ tới người khác đi. Ta không dám. Không dám thề. Trong lòng có quỷ. Ta không dám nhớ đến người khác. Ta biết Quynh giỏi nhất là dẻo miệng mà. Sao muội biết ta dẻo miệng? Lẽ nào muội nhân lúc ta không để ý đã thử nếm rồi à? Quynh nói linh tinh gì thế? Tránh ra đi. Quynh có biết không, nguyện vọng lớn nhất của muội chính là hy vọng có thể cùng Quynh vào những ngày mùa xuân, khi là anh đà muôn hoa nở rộ, chơi trò trốn tìm, uống rượu ấm, hát tiểu khúc. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi. Nếu như có thể thành hiện thực thì đời này đinh linh lâm này không còn gì hối tiếc nữa rồi. Hát nha, hay là thôi đi. Sao nào, muội hát không hay sao? Hay lắm đó, muội hát cho Quynh nghe nhá. Dừng lại đi, bà cô à, ta sai rồi, đã được chưa? Muội nhìn qua đầy trên mặt đất để nhớ rằng từng có một vị đại hiệp thi nhân đã viết một bài thơ: nếu như hoa rơi xuống thì chết, làm ma cũng muốn được bay theo gió. Tránh ra. Diệp đại thi nhân cái gì chứ? Thi nhân nào mà phong lưu như thế? Quynh để cho ông ta đi gặp mà đi. Kia không phải là đại ca nhị ca sao? Chúng ta đi dọa họ một chút đi. Thôi, hai ca ca đó của muội ta ra tay không biết chừng mực. Vết thương lần trước trói ta bây giờ còn chưa khỏi hẳn, thì lần đó là phải đóng kịch với muội mà. Nếu không ra tay mạnh chút, nhỡ bị Quynh phát hiện thì sao, đúng không? Đều tại cái chủ ý của nha đầu thối nhà muội. Đi thôi, đi. Nếu không nhờ các huynh đệ của Phi Vân Môn tận mắt nhìn thấy ở đồi Hạ Mã thì đến giờ ta vẫn chưa dám tin. Đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm, thiên kim đại tiểu thư của Vạn Mã Đường, đến nước này lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Không nhà để về ăn gió nằm sương. Tại sao lại như vậy chứ? Người huynh đệ đó của đệ có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không? Có khi nào cần người của Đinh gia chúng ta đi cứu tế không? Đại ca, tình trạng của Mã Không Quần Quynh cũng biết mà. Vạn Mã Đường đã không còn cơ hội để ngóc đầu trở lại rồi. Đinh gia của chúng ta hà tất gì phải dây dưa vào rắc rối đó để làm gì? Mã Không Quần đúng là có sai, nhưng đâu có liên quan gì đến con gái hắn. Gia cảnh sa sút lại gặp họa như vậy, cô nương này đúng là đáng thương quá. Đi thôi. Sao thế? Không sao. Phong
Phó Hồng Tuyết, dừng lại đi. Phương thuốc viết xong rồi, cô nương đến phòng sổ sách trả tiền là có thể đem thuốc về sắc, cũng có thể giảm được cơn đau độc phát của bệnh nhân. Không biết là bốc thuốc theo phương thuốc này thì cần bao nhiêu tiền ạ? Gan gấu, đương quy, hoàng kỳ, 5 lượng bạc, không tính nhiều của cô đâu. Lão tiên sinh, ngài có thể mở lòng tốt, ta không mang đủ ngân lượng, ngài có thể tính bớt cho chút có được không? Có câu cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Ngài hành y cứu người hãy mở lòng thương. Nếu thực sự không được, ta có thể ở lại làm thuê cho ngài giặt giũ nấu cơm. Việc vất vả nào ta cũng có thể làm được. Cô nương nói như vậy là sai rồi. Với dung mạo của cô nương, sao lại phải lo về tiền bạc chứ? Nếu có gặp phải chuyện khó khăn gì, chi bằng hãy qua Di Hương Viện ở phía kia đường. Đó là một nơi tốt đấy. Tiệm thuốc này của ta bé nhỏ đơn sơ, e là không xứng tầm với cô nương. Ông, lão phu bắt mạch mấy mươi năm rồi, cũng đã nhìn người mấy mươi năm, sẽ không sai đâu. Nào, tiễn khách. Cô nương, đi thôi. Đi đi. Mọi người xem, tên tiểu tử Diệp Khai này hôm nay sao thế nhỉ? Dạ dày to gấp bội. Diệp Khai ăn chậm thôi kẻo nghẹn đấy, giống như là con quỷ đói đầu thai. Không được cười. Mấy người ra tay nặng như vậy, tiểu Diệp bị thương nặng như thế này, quân ấy không ăn nhiều một chút thì làm sao mà khỏi được? Đúng là gái lớn không giữ được. Giờ còn chưa qua cửa mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi. Cách so sánh này của huynh đúng là chẳng hợp lý chút nào. Huynh xem cái tướng huynh ăn cơm, chẳng phải là khuỷu tay cũng hướng ra ngoài đó sao? Đúng là không để như thế cũng không giữ được chắc. Này, chúng ta nên uống rượu dưới cây mơ, uống rượu luận anh hùng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chim thư cô hỏa tiếng hót trên cồn bãi sông, vòng qua vòng lại nóng lòng sốt sắng, chẳng biết làm sao có được lại không phải thứ mình muốn. Oan oan tương báo bao giờ dứt, bao giờ dứt, đừng có điên nữa mà. Muội biết trong lòng huynh vẫn nhớ Mã Phương Linh. Nếu đã là vậy, huynh đi đi, muội sẽ không ngăn huynh đâu. Vui thật. Muội không uống rượu sao lại nói sai vậy chứ? Hôm nay muội bảo nhà bếp làm đậu phụ Thiệu Hưng mà huynh thích nhất. Trước kia huynh có đi mấy chục dặm đường phải ăn một bát, nhưng hôm nay một chiếc huynh cũng không ăn. Muội biết lúc chiều đại ca nhắc đến Mã Phương Linh, nên huynh mong nhớ tỷ ấy vô cùng. Nếu đã vậy thì huynh đi đi. Muội đang cố tình thử ta đúng không? Nếu ta bảo ta muốn đi thì muội không bảo mấy ca ca của muội tẩn cho ta một trận chắc? Trong mắt huynh muội là loại tiểu nhân, nói một đằng là một nẻo hay sao? Là ta đi một ngày đàn học một sàng khôn. Lần trước đã là muội không đúng, nhưng mà muội cũng thấy đau lòng lắm mà. Muội biết trong lòng huynh giấu giếm rất nhiều chuyện. Huynh nghĩ đến Phó Hồng Tuyết và tỷ ấy. Ta nghĩ giữa cô và Phó Hồng Tuyết chắc chắn là có hiểu lầm to lớn. Nhưng đó là chuyện giữa bọn họ mà. Vốn ra đang là một đôi yêu nhau, bây giờ lại trở thành kẻ thù. Một là cảm giác tiếc nuối, hai là ta nghĩ trong chuyện này chắc chắn là có rất nhiều âm mưu và ẩn khúc, ta phải điều tra cho rõ. Suy cho cùng thì Quynh cũng vẫn thích lo chuyện bao đồng, họ đều là bạn của ta. Hơn nữa, đoạn ân quán này liên quan đến cuộc tranh giành của rất nhiều môn phái võ lâm. Nếu đây là chuyện bao đồng thì ta không lo không được. Được rồi, Quynh mau đi đi, đừng có mà gây ra rắc rối gì nữa đấy.
Bà cô nhỏ Đinh Gia thường ngày hay thích ghen tuông như vậy, hôm nay sao lại thấu hiểu lòng người vậy thế? Chiều nay lúc thả diều ở ven hồ, Mùi phát hiện chiếc dây diều nếu kéo quá mạnh, tuy sẽ gần với mình nhưng lại càng dễ rơi. Nếu Quynh thả dây dài ra một chút thì nó sẽ bay càng cao càng xa. Quá ra là Mùi muốn thả ta đi như thả diều à? Nếu Quynh mà là diều của Mùi thì có bao xa cũng có thể bắt về được. Nếu không phải thì có nắm lấy cũng vô ích. Sao Mùi cứ phải khư khư giữ mãi thế? Ta quên mất một chuyện. Sao thế? Được rồi, đi đi. Nếu không, Mùi hối hận đấy. Thật không biết là chuyện gì, sợi dây này của Mùi thắt ta ngày càng chặt. Đi đi. Cái gì bán tài không bán thân? Cô nương thật là mạnh miệng. Cô nói xem cô biết những gì. Hát, nhảy, đàn, chỉ cần thứ bà có thể nghĩ đến ta đều có thể. Chỉ mấy thứ này à? Cô nương của bọn ta ai ai cũng biết. Cái này có là gì lạ chứ? Nói ra thật sự không lạ, nhưng làm thì sẽ có cao thấp. Hay là như thế này, lát nữa cô làm ấm sân khấu cho bọn ta. Nếu được thì cô có thể ở lại, cho cô bạc luôn. Nếu không được thì cút đi sớm cho ta. Cũng không tệ. Ta vừa làm một vài đồ nữ trang, mua cho Quynh một ít quần áo, lát nữa Quynh thử xem có vừa không. Ta còn mua rất nhiều thứ ở trên phố. Ta mua món Quynh thích, thử xem có ngon không. Còn có thịt ngũ hoa, rất thơm đấy.
Quynh ăn trước đi, ta đi sắc thuốc giúp Quynh. Sao nào? Bị một đám đàn ông thối tha dán mắt vào. Cô rất thoải mái, rất tự tại, rất vui có phải không? Ta không hiểu Quynh đang nói gì. Cô đừng có giả vờ nữa. Xem ra nam nhân của Nguyễn Ngọc Lâu tân bốc hơn nam nhân của vô danh cư có phải không? Quynh nhìn thấy hết rồi ư? Không phải như Quynh đã nghĩ đâu. Ta chỉ là muốn đổi một chút bạc. Đổi bạc, cô lấy gì để đổi? Phó Hồng Tuyết, ta thực sự chỉ ca hát nhảy múa mà thôi. Ta không làm gì cả. Thúy Nồng, ta nói cho cô biết, nếu bây giờ cô không quay về bên Mã Không Quần, cống hiến cho ông ta, nếu mà không quay lại vô danh cư, đi làm vũ cơ của cô, Phó Hồng Tuyết ta không cần cô chăm sóc, cô hiểu không? Cô mau đi đi cho ta. Phó Hồng Tuyết, cô đi đi cho ta. Phó Hồng Tuyết, ta xin Quynh, xin Quynh đừng đuổi ta đi. Quynh không thích sau này ta không đi nữa. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cô đi đi. Đi đi. Ta biết Quynh không thích ta đi theo Quynh, nhưng ta xin Quynh đừng đuổi ta đi. Ta thật sự không biết mình có thể đi đâu. Ta giúp Quynh sắc thuốc. Phó Hồng Tuyết, thả ta ra. Thả ta ra, Phó Hồng Tuyết. Thả ta ra, Quynh muốn làm gì? Phó Hồng Tuyết, Quynh muốn làm gì? Phó Hồng Tuyết. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra.
Thả cô ra, một con cừu non như vậy. Từ khi cô mới đến ngọn núi này, huynh đệ bọn ta đã ngắm được cô rồi. Huynh đệ bọn ta đã đợi mấy hôm nay rồi, thật là muốn thử nếm cô nương thịt tươi này. Đúng, để huynh đệ bọn ta nếm thử xem. Lại còn tính tình mạnh mẽ nữa, ông đây thích cái tính mạnh mẽ này của cô, chắc chắn là ăn rất ngon. Đúng thế. Các người không muốn sống nữa có phải không? Các người biết ta là ai không? Ta là con gái của Mã Không Quần ở Vạn Mã Đường. Mã Không Quần, mạng của hắn ta còn giữ không nổi, còn bảo vệ được cô sao? Có thể thưởng thức thiên kim của Vạn Mã Đường, mấy huynh đệ ta cũng không thể, coi như là sống vô ích rồi. Đúng thế, không sống vô ích. Thiên kim ơi, thả cô ấy ra, người của Vạn Mã Đường vẫn chưa chết hết đâu. Cút đi thôi, mau đi thôi. Công tôn đại ca, đại tiểu thư. Công tôn đại ca, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Công tôn đến trễ để cho cô chịu ức hiếp rồi. Ta không sao. Cô gái này thật là xinh đẹp, da mặt thì tươi non. Sau này ở Di Hương Viện của ta tha hồ mà ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý đảm bảo cô hưởng cả đời cũng không hết. Vị công tử này, đây là phí giới thiệu của ngài. Cô gái này xinh đẹp như vậy, ngài không được hối hận đâu nha. Công tôn đại ca, sao huynh lại tìm được chỗ này? Ta ở dốc Yến Tử nhìn thấy ông chủ. Cha ta ở dốc Yến Tử sao? Ngài ấy nói có lẽ là cô ở đây, bảo tôi bằng mọi giá phải tìm được cô. Xem ra cha ta vẫn còn nhớ đến ta. Là ta cứng đầu. Đại tiểu thư đừng có nghĩ như vậy. Ta đã từng lập lời thề độc trước mặt ông chủ, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng đều ở bên cạnh đại tiểu thư, bảo vệ cô, cho đến khi công tôn ta chỉ còn hơi thở cuối cùng. Cho dù ông chủ và Vạn Mã Đường đã không còn nữa, việc đến ngày hôm nay, đại tiểu thư phải chăm sóc tốt cho bản thân. Một Vạn Mã Đường đội trời đạp đất, đến nay thật sự không còn nữa sao? Bây giờ tay ương không chỉ là Vạn Mã Đường, Quách gia của Thiên Môn Đao, Triệu gia của phái Vô Cực, còn có Hộ Qua Kiếm Khách, Liễu Đông Lai, bọn họ đều gặp phải độc thủ, đều là Phó Hồng Tuyết làm. Không ai ngăn được thanh đao trong tay Phó Hồng Tuyết. Việc đến nay cách duy nhất là trốn ở một nơi an toàn. Từ bây giờ ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc cô, không để cho cô chịu ấm ức nào nữa. Công tôn đại ca, cảm ơn huynh. Từ nhỏ đến lớn huynh đều là người mà ta tin cậy nhất, cũng là người huynh tốt mà ta tin cậy nhất. Đại tiểu thư đi đâu? Công tôn Đoạn ta sẽ đi đến đó. Nhưng bây giờ ta không biết là sẽ đi đâu nữa. Trời không tuyệt đường người, các môn phái trên giang hồ đều đã từng nhận ân huệ của Vạn Mã Đường và ông chủ. Trên đường ta đi tìm cô, đã gặp không ít người quen. Trần Trang chủ của Trần Gia Trang, ông ấy biết chuyện của Vạn Mã Đường, nó có thể là để cho chúng ta đến chỗ đấy ở một thời gian. Mặc dù môn phái Trần Gia Trang không lớn, nhưng mà Trang chủ làm người rất có nghĩa khí, không như Viên Gia Trang. Viên Gia Trang sao rồi? Ta sợ nói cho cô biết cô sẽ tức giận. Lúc ta mới biết chuyện, chỉ hận không thể một đao giết chết ông ta. Công tôn đại ca, giữa ta và cô ấy còn gì để giấu nữa? Việc đến hôm nay, còn gì mà ta không chịu đựng được? Có chuyện gì quên mau nói đi. Viên Gia Trang là danh môn võ lâm, mặc dù võ công bình thường, nhưng lại là thương nhân rất có danh tiếng. Thế nhưng bọn họ lại qua cầu rút ván. Đặc biệt là đại công tử Viên Thanh Phong, nhất định phải gả cô cho hắn mới chịu giúp Vạn Mã Đường lập lại từ đầu. Viên Thanh Phong,
chính là tên năm đó luận đạo lý vẫn chưa xuất kiếm mà đầu lại bị va vào cây, có đúng không? Chính là hắn. Năm đó hắn đã nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu ăn nói hồ đồ. Cái gì mà cưới vợ như thế thì không còn muốn gì hơn nữa, chính là những lời trong mơ, những lời nói hồ đồ. Cưới vợ như vậy thì không còn muốn gì nữa. Nếu đã có ý, vậy thì ta hoàn thành tâm nguyện cho hắn vậy. Đại tiểu thư, tuyệt đối không được. Quên xem bộ dạng ta bây giờ, còn ai chịu kết hôn cùng ta không? Nếu như nhà họ Viên không chê ta, vậy ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Chúng ta còn có rất nhiều người, đây là cách tốt nhất rồi. Chúng ta có thể đến Trần Gia Trang. Trần Gia Trang thế đơn lực mỏng, hoàn toàn không có địa vị gì. Nếu như muốn phục thù, phải đi tìm một kẻ giúp đỡ thật lợi hại. Ta chính là cánh tay trái, cánh tay phải của cô. Công Tôn đại ca chỉ dựa vào hai người của chúng ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của Phó Hồng Tuyết. Là do đao pháp của tên đao phủ như ta không tinh thâm. Nhưng Viên Gia Trang tuy rằng danh thế to lớn, nhưng bọn họ không hề thật lòng với cô. Có thể bị người khác lợi dụng, chứng tỏ bản thân mình còn có giá trị. Đại tiểu thư, cô là thiên kim tiểu thư của Giảng Mã Đường, là Viên Minh Châu trên tay của ông chủ. Ta quyết không thể, không thể để cho cô chịu thiệt thòi mà gả cho Viên Thanh Phong. Đây không phải là thiệt thòi gì, ta cũng có lòng riêng. Ta muốn tìm cho đứa con trong bụng ta một người cha có thể bảo vệ nó. Cái gì? Công Tôn đại ca, ta đã coi Quynh là ca ca ruột của ta. Trước mặt Quynh ta không việc gì phải nói dối. Ta đã không còn là hoàng hoa khuê nữ gì nữa rồi. Ta đã mang thai 2 tháng rồi. Quynh cũng thấy ta vô liêm sỉ sao? Không, không phải vậy. Đều tại Phó Hồng Tuyết, ta phải băm hắn ra thành trăm mảnh. Lúc đó quả thật ta quá ngu ngốc, tưởng rằng giây phút đó chính là tình yêu, tưởng rằng cho đi tất cả sẽ nhận lại chân tình. Không ngờ lại quỷ hoại cả cuộc đời của mình. Đại tiểu thư, tình yêu chân chính là bên nhau lâu dài, là sự bảo vệ trong thầm lặng. Đinh Gia Trang, cứ như thế mà đi hả? Được thôi, nếu như đi rồi mà không trở về thì đừng có bao giờ trở về nữa. Muội có còn muốn ta trở về không? Nếu mà không muốn thì ta sẽ không về nữa. Được rồi, muội nói cho Quynh biết, nhà muội bây giờ sẽ không làm cơm cho Quynh ăn nữa. Gian phòng mà buổi tối Quynh ngủ bây giờ sẽ làm phòng chứa củi. Được, vậy ta sẽ đến ở Phiêu Hương Viện. Cái gì? Thất tiểu thư, tiểu thư nhà họ Viên gửi thiệp mừng đến. Cảm ơn, người đi làm việc đi. Vâng. Giang hồ sắp loạn hết cả lên rồi, sao nhà họ Viên lại có tiệc cưới vào lúc này chứ? Quynh thích lo chuyện bao đồng, sao còn chưa đi hả? Có phải là không nỡ xa muội không? Ta muốn xem thử là cô nương nhà nào trèo lên được cành cây cao nhà họ Viên đây. Thật ra lúc trước nhà họ Viên cũng từng cầu thân muội, nhưng muội lại ngu ngốc mà từ chối mất rồi. Nếu không bây giờ thì muội cũng là Viên phu nhân rồi. Là người nhất định là phải lo cho bản thân mình. Quynh xem bây giờ muội chẳng có gì cả, còn phải gửi tiền mừng nữa. Được rồi, đừng có chăm chọc ta nữa. Ta biết ta vừa nghèo vừa rắc rối, muốn đi theo ta phải chịu thiệt thôi. Đi đâu vậy? Tất nhiên là về nhà rồi. Lẽ nào lại cùng người đàn ông vừa nghèo vừa rắc rối đứng đây để uống gió Tây Bắc à? Và bây giờ muội không muốn xem Viên công tử kia lấy cô nương nhà ai sao? Sao Quynh lại thích quản chuyện không đâu thế nhỉ? Việc trong thiên hạ chuyện gì Quynh cũng lo, chỉ có muội là Quynh không chịu cam tâm đến thôi. Được rồi, Quynh muốn đi có phải không? Đi thì đi đi. Này, cầm lấy, dù sao thì muội cũng không đi. Muội đi đây. Muội đi nhé. Muội đi thật nhé. Đi thật nha. Xem ra tiệc mừng này ta không đi không được rồi. Tân nương là người chúng ta quen biết, người quen à? Mã Phương Linh, sao lại là cô ấy chứ?
Cô ấy muốn tìm người giúp sức. Người giúp sức là ý gì? Phó Hồng Tuyết truy sát Mã Không Quần, dựa vào mình Mã Phương Linh hoàn toàn là không thể ngăn được. Nhà họ Vi là tiêu cục đệ nhất thiên hạ, trong đó Ngọa Hổ Tàng Long, Mã Phương Linh muốn lấy thân mình làm một cuộc giao dịch. Thì ra là cô ấy muốn lấy thân mình đi giao dịch với người khác. Muội nói cho Quynh biết, hôn lễ của một nữ tử lấy thân mình để giao dịch với người khác, muội nhất quyết là không đi. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô ấy cũng không làm như vậy. Quynh thực sự là muốn tham gia hôn lễ của nữ nhân đó hả? Không chỉ ta muốn đi, mà ta còn muốn mang muội đi cùng nữa. Công Tôn Đoạn có dạng Mã Đường cùng đại tiểu thư tham kiến viên trang chủ. Viên Gia Trang. Tiểu Diệp, muội muốn hỏi huynh một câu. Sao ta thấy không có ý gì tốt đẹp nhỉ? Nếu Mã Phương Linh muốn huynh lấy cô ấy, nhưng lại muốn huynh giết Phó Hồng Tuyết, huynh có làm không? Chuyện này là không thể. Tại sao? Bởi vì Mã Phương Linh là một người thông minh. Cô ấy biết nếu mà lấy ta sẽ đắc tội với một người còn lợi hơn cả Phó Hồng Tuyết. Lợi hại hơn cả Phó Hồng Tuyết à? Là ai vậy? Tất nhiên là muội rồi. Muội à, có biết là trên đời này có ba thứ nguy hiểm nhất là gì không? Là gì? Đao của Phó Hồng Tuyết, kiếm của Lộ Tiểu Giai và cơn ghen của Đinh Linh Đâm. Ngươi lại muốn bị véo tai hả? Được rồi, ta không nói nữa. Các vị, hôm nay là hôn lễ của con trai ta và đại tiểu thư của Dạng Mã Đường. Đây là mối duyên trời ban. Chúng ta cùng cạn chén nào. Chúc mừng viên trang chủ.